Kính thưa quý vị và anh chị em, tất cả những ai đến thăm nhà nguyện Alta Gracia ở tỉnh Córdoba, Argentina đều là nhân chứng cho một sự thật đến nay vẫn chưa có lời giải thích. Trong ngách của bệ thờ, nằm phía trên bệ thờ, có một bức ảnh của Đức Trinh Nữ Maria. Mặc dù thực tế là không gian, không còn nghi ngờ gì nữa, trống rỗng. Đây không phải là một hình ảnh phẳng, mà là hình phù điêu ba chiều với những nếp gấp trên trang phục. Đó cũng không phải là một ảo ảnh tâm lý do sự sùng kính thái quá của một số người hành hương. Tất cả những ai đến đó đều nhìn thấy, có tin hay không. Và thực tế là hình ảnh được ghi lại trong những bức ảnh được chụp tại nơi đó. Điều kỳ lạ là hình ảnh có thể được nhìn thấy rõ ràng từ cửa ra vào và mờ dần khi người ta đến gần bàn thờ. Các nguồn tin từ Thánh Địa Đức Mẹ cho biết, mặc dù không có tuyên bố cụ thể nào từ Đức Tổng Giám mục địa phương, hình ảnh trông giống như ngày đầu tiên hoặc nhiều hơn một chút. Mọi thứ vẫn tiếp tục như vốn có. Dân chúng khách hành hương vẫn tiếp tục tham dự. Hiện tượng này bắt nguồn như thế nào? Nhà nguyện Alta Gracia được xây dựng và ban phước lành vào năm 1927. Và trong nhiều năm, một bức tượng của Đức Trinh Nữ Lộ Đức đã được đặt ở trung tâm của bàn thờ. Vào giữa năm 2011, bức tượng đó đã được đưa ra khỏi vị trí đó để được trùng tu. Hiện bức tượng này đang đặt ở bên cạnh. Một trong những linh mục phụ trách cung thánh sắp đóng cửa nhà nguyện, và từ cửa chính, ngài nhìn thấy một hình ảnh trông giống như thạch cao ở nơi ban đầu bức tượng được đặt. Ngài đến gần vài lần, và mỗi lần như vậy, ngài lại thấy hình ảnh mình nhìn thấy từ xa biến mất. Sự thật là thực sự không có hình ảnh, nhưng tôi đã nhìn thấy nó. Đối mặt với hiện tượng mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy, các tu sĩ dòng Cát Minh thuộc khu bảo tồn Đức Mẹ Lộ Đức đã đưa ra một tuyên bố. Trong đó họ chỉ ra rằng sự hiển hiện của hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria không có lời giải thích hợp lý nào cho đến nay. Họ chỉ rõ hiện tượng này phải được giải thích bởi dân Chúa như một dấu chỉ để gia tăng và đào sâu đức tin Công giáo, đồng thời khơi dậy trong tâm hồn con người sự hoán cải theo tình yêu thương của Thiên Chúa và tham gia vào đời sống của giáo hội. Các linh mục cũng nói rằng họ tôn trọng các giải thích mà nhiều tín hữu đưa ra khi coi đó là dấu hiệu của Đức Trinh Nữ Maria, miễn là nó không mâu thuẫn với mặc khải của Thiên Chúa trong sách thánh, trong huấn quyền của giáo hội. Họ cũng tuyên bố rằng chúng tôi đánh giá cao và đồng hành với tình yêu được thể hiện bởi nhiều người trung thành với Đức Trinh Nữ Maria, thể hiện qua việc muốn đến gần, cầu nguyện và cộng tác. Cảm ơn quý vị và anh chị em đã chú ý lắng nghe, và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Ave Maria để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.